chặt vào nó, chặt như không thì phải bắt chặt trước cho nó nổ để phát ra. Đúng rồi, phải bắt trước mình không mới tắt quá. Bây giờ mình sẽ đi sao? Để cuối. Nhưng mà vận chuyển thế này, miền Bắc Tây Nguyên, đây, chắc không được. Đồ đồ. Hôn nhau đấy, hôn nhau. Cháu ơi, lấy cái máy rồi này. Dạ.